Hôm nay, 54 học sinh của tỉnh Vĩnh Long bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Vĩnh Long. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 2. Học sinh Vĩnh Long tham gia 9 môn thi gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Mỗi môn có 6 học sinh dự thi. Nội dung thi theo chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp trung học phổ thông. Ngoài thi lý thuyết, thí sinh thi nói đối với các môn ngoại ngữ và thi lập trình đối với môn tin học. Điểm khác biệt của kỳ thi năm nay là các môn toán, vật lý, hóa học và sinh học sẽ không thi thực hành như những năm trước. Kỳ thi nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo nguồn cho các đội tuyển Việt Nam dự thi khu vực và quốc tế.